có vua là mình chơi nát mẹ rồi. Team Liquids turn to ban. New bees turn to ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Team Liquids ôi, turn to ban. Đây là boss hả trời. Ok, chúng ta cùng vào với trận chung kết bo 1 cuối cùng xem ai sẽ nhà vô địch của giải đấu Minor ESL One Genting 2018 giữa Newbie và Liquid. Newbies turn to ban. Người đánh nữa, đồ má ghê vãi. Má thằng lòng với Thunder, thằng kia vừa bay vô sách cổ chết luôn. Em này tụi nó đang thử bot AI này, trí tuệ nhân tạo này. Lâu rồi, lúc nào cũng thế. Đánh nhau. 10 seconds remaining. Mà tim luôn, chứ không phải kia đâu. Rồi. 5 seconds người vãi, remaining. Người vãi, tụi nó đánh ngư lên mẹ thần nữa. Đánh hơn người đánh nữa. Ok, bây giờ thì... Đến mẹ bật đớt luôn, thay bánh cặc. Game auto này làm gì mà. Đấy? Thấy người kia vừa xuất hiện cái bật đớt mẹ luôn. Ôi đi mà bắn chết mẹ Rotator luôn. Bài bác dead rồi mày. Trẻ hát quá. Game cuối cùng nè. Chung kết rồi. Xem game cuối nào. Team Liquids turn to ban. Bên Razor và Chen, trong cái đó thì Liquid, New Tiny, Sen turn to pick. Không bán đi Sen King. Lần này game 5 không loại bỏ đi Sen King đến từ bên phía của Liquid. Họ quyết định ban đi Omi, Tiny và Bounty. Họ nhả đi Sen King ở đây. Họ có đua pick dành cho bên phía của Liquid, trong khi đó thì first pick đầu cho Newbie. 10 seconds remaining. Họ nhả Sen King nhỉ? 5 seconds remaining. Và Newbie bắt đầu đang suy nghĩ, ơ nhưng mà sao Newbie bị trừ thời gian à? Team Liquids turn to pick Naga Siren. Dùng thời gian sau nữa, quên nhớ. Naga Liquids turn to pick Sen King. Lần này thì quyết định sẽ là Sen King và như mình đã nói, không ban đi và cuối cùng thì họ có được cho mình lượt pick Sen King. Disruptor. Rất nhanh, Newbie cũng pick luôn cho mình support thứ hai khi mà đã có setup combat, đó chính là Naga rồi. Và bây giờ thì Disruptor turn to tiếp tục ban đi Enigma rồi. Cái combo cùng với Naga Siren quá đơn giản, trong khi đó thì Sen Liquid đã có được Sen King và Earth Spirit, hai cái stun. Thường thường thì Kuroki không cầm một Sen King đâu. Kuroki không cầm mấy con theo kiểu này. Chắc là Mind Control cầm offlane thôi. 5 seconds remaining. Đánh gì đây? Team Liquids turn to ban. Trong lúc này mình vẫn phải ngồi hóng xem này mẹ. Xem bóng đá Việt Nam được. Đang lên Hồng Vương. Được, không, không, là đến Lăng Bác rồi, đang đứng trước để đợi. À. Là... Ten seconds remaining. À, đội tuyển chưa đầy đủ, có nghĩa là đã có một xe nữa, nhưng mà chưa đủ người. Kẹt rồi, đường đông lắm. Rồi, đường đông lắm. Mẹ nó đứng ngập sân vận động luôn, nhìn khiếp ai. Khác gì Superman không? Đéo khác mẹ gì. Nói chung là mình thấy rằng nhồn nháo á nên rồi bắt đầu vào ấy. Newbies turn to ban. Ban Yaro, Enigma. Một điều làm trong khi đó thì ban đi Dazzle. Legion à? Pick Legion à? Đang ban tiếp mà. Pick ban đi Dazzle ở đây, ban đi một healer.
10 seconds remaining. Pick những hero đùa mẹ, để mẹ đừng bảo là Legion, đừng bảo là Legion cho KP nhá. 5 seconds remaining. Bớt, trận mấy trận này đánh Legion khó lắm. Legion đánh đánh một hai trận trước thì được, nhưng đánh trận cuối đánh Legion đấu xếp lắm. Team Liquid's turn to pick. Bắt TB loại bỏ đi luôn. Không, bắt TB là đúng bởi vì đã có những ulti gọi là đam phép rồi đến từ của Spirit và cả Sen King, họ cần một đam tay to. Thì TB là TB ban đi là chuẩn xác. Razor đã bị ban, TB đã bị loại bỏ thì bây giờ cái lượng đam lớn mà các co còn lại thể điều đam thì có thể sẽ chắc. Chắc là một sự chọn tương đối dễ dành cho bên phía của Miracle nếu mà anh pick và chơi, bởi vì Jack là một hero theo kiểu đúng theo thiên hướng, đó là xếp kèo. DK cũng được. DK thì thực ra gọi chỉ là tăng cơ để chịu nhiệt thôi. Họ cần một đam tay ở đây, đam tay to. Còn con nào nữa nhỉ? Còn con nào to đam được không nhỉ? Đam tay to nếu mà muốn cơ động một chút PL thì... cũng được. PL khó chịu cũng rất tốt, nhưng mà nếu mà bị ăn combo thì ngay tức sẽ ngửa luôn. Hoặc không, nếu mà xếp kèo thì Light Stealer, xếp kèo thì pick Light Stealer hoặc là Lycan, Light Stealer hoặc là Lycan ngon nè. Light Stealer hoặc là Lycan, Lycan pick thì sẽ cho mặt thứ 3 man cầm. Vậy là Light Stealer để combo cùng với Spirit và Sand King thì Light Stealer sẽ hợp lý hơn so với Lycan. Thực ra thì nếu mà pick Lycan cũng được, đẩy thì có thể vẫn cho Lycan đi mid giống như kiểu của EG cho Fear cầm Lycan đi mid vậy, và để cho Miracle cầm Lycan đi sideline thì vẫn có thể thôi, nhưng quan trọng là kèo là có đủ chắc hay không. Bây giờ trong lượt pick này thì sẽ theo chắc là sẽ là pick offlane trước, pick offlane là pick carry thôi, thường thường như thế, và sẽ để mid trong lượt pick cuối. Bây giờ pick carry trước, carry bây giờ còn lại rất ít. Còn Sven, PL, Jacknut thì khả năng cao sẽ là PL hoặc là PL hoặc là Jack thôi. Bởi vì pick Sven sẽ rất khó để sống. Nhưng quyết định là Usa. Vậy là sẽ đấu chip rồi. Quả này chắc chắn sẽ đấu chip ở dưới boss luôn. Chắc chắn 100%. Đế đè được. Là đế đè được Light Steel ở đây. Còn này counter Light Steel. 10 seconds remaining. Thực ra thì con Usa này nó đúng, nó theo định nghĩa là nó counter toàn bộ những hero tay ngắn. Nó cứ vả thôi. Sao lâu bật đất tiên gõ chết mẹ. Bây giờ thì sự chọn của Liquid trận này khả năng vẫn có thể sẽ có invoke cho Miracle. Nhưng quan trọng là nếu mà pick invoke thì sẽ rất mạo hiểm, họ cần một hero bảo kê. Nhưng mà đa dầu bị ban đi rồi, lượt ban này rất trí từ của newbie và Jakiro. Really? Một ngắt nhịp Jakiro này hoàn toàn có thể là co luôn. Một lượt pick bất ngờ và có phần gọi là có phần khó đoán này, newbie sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về con Jakiro này. 10 seconds remaining. Bởi vì cái lượt pick Jackro này nó sẽ mở ra rất nhiều trường hợp, đó là Jackro hoặc là có thể đi mid cho cho Miracle. Về lý thuyết là như vậy. Hoặc không thì nó vẫn có thể là support được với một cái đóng băng từ xa. Đóng thì băng offlane vẫn được. Offlane bây giờ thì sẽ dành cho Sand King rồi, Sand King sẽ chơi mind control sẽ cầm rồi, xua luôn. Sẽ đánh, thực ra thì sẽ là đánh như kiểu 2-1-2. 2-1-2 sẽ để cho Light Stealer đứng một mình thôi. Osprey sẽ đảo, sẽ đứng ở vị trí ở mid và đảo lên roaming. Sand King và Jackro sẽ đứng ở trên top. Nếu mà gọi là chơi, đứng ở dưới bot. Nếu mà chơi theo cái kiểu kèo đó, Jackro support ở đây. Team Liquid's turn to bat. OD. Khó hả? Con mid đánh khó này. Với việc pick OD thì chắc chắn rằng là nếu mà Jackro đi mid sẽ không thể ăn được, bởi vì OD sẽ mắc 1. Bây giờ OD sẽ chơi được kiểu đó là tăng 1 điểm hoặc 2 thôi, còn lại sẽ mắc 1-3, đấm thẳng New mồm luôn. Bees, turn to Manta Hunter của KP, một set combat trong game 1. Đấy có gì mid ngon lại con OD trời. SF đủ chính. Đấy SF. SF thì Miracle châm mẹ thôi. Bán SF SF đi. 10 seconds remaining. Bây giờ họ cần một đam tay thôi.
5 seconds. Đúng là Liquid học cần một đam tay thì có thể là sniper hoặc là SF. Sniper thì rất khó, sniper sẽ rất khó chịu trong trong game này khi mà sẽ có slow giải đạn ra, nhưng mà sniper cũng sẽ rất sợ khi mà Usa nó mà có blink thì gần như là sniper sẽ không có khả năng chạy nếu mà không có sự hỗ trợ từ của đồng đội luôn. Có TA nếu có đâu, TA out meta lâu rồi. Chết, big TA chỉ có thọt thôi. New bees turn to pick. Rút mà giờ loại bỏ đi. Tiếp tục ban đi một hero của Matsubaman. Rút đi mid khó chịu mày tưởng. Team Liquids turn to đây. Pick. Did not under lot. Một pit lot, một lượt pick tương đối khó hiểu. Lượt pick cuối của newbie pick pit lot này là giống như cái lượt pick Zeus trong game đầu thứ hai của newbie làm cho họ thua. Nếu mình nhớ không game 2 game 2 hay là game nào, đúng không? Hình như game 2. Tinker được này. 5 seconds remaining. Nhưng mà Tinker đánh dễ chết lúc đầu đó. Tinker ông hay, Tinker TA. Nhưng mà quan trọng là họ Kuroki đang tính Jackro làm gì. Nhưng mà chắc là Jackro sẽ phải làm sắp thôi, bởi vì Jackro sẽ không thể đi ăn được lại với OD kiểu này, sẽ rất khó luôn và khổ. Chắc có khả năng cao sẽ Tinker counter lại được Usa nữa, chiếu mid. Con gì đây? Tinker. You may now select your heroes. Một anti push nhà nữa. Tinker chiều ngon. Một lượt pick hay, Tinker chuẩn bài. Một lượt pick tương đối hợp lý đến từ bên phía của Kuroki trong Miracle. Usa nhìn ngứa đít ghê. Tinker. There's so many. Bây giờ này Tinker cũng hay. Tinker gậy xanh đúng hay luôn. Chỉ biết đừng bị gửi về thôi. Orion là chụp bay. Chụp bay là Orion. Ủa, vậy là chụp cái vai nó hợp tác, nó mua chụp Orion đó. Prepare for battle. Tưởng lúc đầu thằng kia mua thằng kia là tại ra quảng cáo kiểu vậy. Ok, tôi nghe tiếng phủ smoke rồi, bây giờ thì sẽ đi đâu rồi? Usa thì chắc là sẽ tăng phả thôi. Nếu mà không rồi thôi từ đi đâu tăng chói rồi, mày lái về luôn. Ôi chói xa thế nhở. Nhưng mà bây giờ thì kiểu gì, bởi vì thằng ớt nó sẽ lăn đi thôi. Ớt rất khôn luôn. Ớt câu tiêu mà không, thằng ớt phát đấy không lăn luôn, bởi vì sao? Ớt hiểu rằng là thằng ở đây đứng đấy nó sẽ chụp được. Ớt đợi đi đằng sau cây để khuất xa thằng OD cái là sẽ lăn. Bởi vì ớt biết rằng nếu mà lăn ở dưới đồi, khi mà ở dưới sông OD sẽ đủ lên để chụp lại. Nên ớt đi lên, đi đằng sau cái cây để là để OD nó bị khuất xa cái là ngập tức lăn đi. Đánh rất khéo từ bên phía lông của GH luôn. Tao nghĩ nó làm vậy để câu chiêu thằng Usa. Bây giờ thì thực ra thì chả làm gì nữa cả. Bây giờ thì gọi là sẽ là ăn rune thôi, nhưng mà chắc là OD sẽ mất rune. Đi lên bây giờ sẽ không kịp nữa mà cũng thừa hiển được điều này, SCC sẽ phải lùi về. Trong khi đó cũng sẽ nhường lại hero. Trong stun sẽ đến nơi rồi, bởi vì sẽ là đang slow mà. TP về. TP không, 7 TP thì sẽ chết rồi. Sẽ chết. Một hit nữa. Ôi Sunking đến không kịp. Ôi Sunking đến không kịp. Sunking đến không kịp trong tập phát vừa rồi. Địt còi vãi luôn, chụp lại để ăn creep luôn. Rồi xong, địt mẹ này chụp lại ăn creep với bố mày này. Pause game.
Mấy con Underlord này cũng hay nè mày. Top đâu làm gì đó không? Châu vãi cả lìn ra. Làm gì đây bay ơi? Làm gì đây bay? Em U23 tiếp. U23 trong cơ. Go 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 go. Rồi vào game, let's go. Tiếp tục. Trên top đánh đua lèn. Tạc lửa rồi, cứ dí vào mồm là cây pì. Kèo này thì thực ra thì cây pì đến tầm khoảng tầm level 3 có hai cái lửa là sẽ hòa lèn thôi. Các off lane này sẽ khỏe hết là bởi vì sau khi KP nó có được cái thả lửa thì nó sẽ farm được thôi. Ở lúc đầu thì sẽ hơi khó chịu một chút. Cố gắng lát hit để có được level 2 cho nó ở đây. Lan là mid, không trúng rồi. Có gửi về nhưng mà sẽ không gửi ra Sentry, được cắm ra luôn đấy, thể gọi là tính Deward Observe nhưng không thành công. Ờ chụp luôn địt mẹ. Thằng kia là như em muốn chụp được. Lan lên. Lại lan fail rồi. Top. À, đá phải. Trên top không giết được, Light Slayer vẫn chỉ level 1 nên không đủ. Trong khi đó kèo mid như thế này thì AD sẽ hơi khó chịu một chút, bởi vì sao? Một phần đó là AD đang bị harass rất nhiều từ GH, và chưa kể rằng lúc nam của AD so với Tinker nó rất bé. Bé hơn là rất nhiều. Chưa kể là cái đường đánh tay ấy, cái animation của AD nó không hiệu quả bằng Tinker. Tinker là một trong những hero AD là một trong những hero mà đi lane bây giờ không còn khỏe như hồi trước nữa. Hồi trước khỏe là do chiêu 2 được cái tầm range rất xa, nhưng mà từ sau khi mà là iFox sửa lại chiêu 2, các range ngắn trở lại thì gần như AD bị mất dạng hoàn toàn luôn. Chắc chắn sẽ mắc một trước, sẽ mắc một ba rồi. À không, từ từ. Không. Kèo này sẽ không mắc 1 được. Kèo này sẽ chắc sẽ mắc 2-3 trước. Sẽ mắc 2-3 tăng 1 điểm 1 thôi. Bởi vì tăng 2 để còn ăn được, farm được creep và gọi điều làm ra creep xung quanh nữa. Khi mà nếu mà tăng mắc 2 trước chỉ cần chụp lại, chụp một con lại ở level 4 thôi. Kiểu... Anh ơi, nó ăn run kìa. Hay quá anh gắt. Trời ơi. 7 nước luôn để phá Regen. Đặt vòng ra để giữ chân lại, xem cái này chọc săn ở đây không đủ rồi. Tên lửa cắm ra. Puff. Gửi GH về tránh việc đó, đặt đá slow. Denied. Một phát chiếu laser luôn vào mồm. Cực kỳ khó chịu ấy, từ bên phía là của Miracle. Trong khi đó ở dưới bot vả chọc tần ra ngoài, không còn gửi về nữa. Trong đó ở mid này đang có TP ra, có vẻ như là KK đang một cái bài gì đó. KK đoán đúng tình huống trước khi gọi là GH lao vào luôn, nhưng bây giờ không thể có thể chói được khi mà KK di chuyển ra hơi muộn. Bú bình máu tiếp đến từ bên phía của ICC. Đánh rất tròn đến từ của ICC khi anh không hề có cho mình cái bottle, liên tục phải mua máu để trị lại, nó gọi là trụ lèn. Radiant's middle tower is under attack. Mỗi con Tinker lên Mortal Emit đúng không? Con nào chả lên được. Giờ ai lên Mortal nữa bác? Except FF cũng không lên nữa bác ơi. Và Dire are scanning. Mày điên quá, FF lên Mortal chắc gì? Thích lên.
có mày mẹ ngu quá mới lên rồi. Quan trọng là đi lên mày với ai rồi, chụp lại ai không? Chụp, chụp. Rain thấp lắm, Rain level 1 cực kỳ thấp luôn. Rain level 1 nó như chết, cái... Chết. That's a first blood. À, đấm tiếp, đấm luôn, đấm. So much for diplomacy. Đấm luôn, sợ lồn. Hút đi theo nhiều mà. Bây giờ để xem là level 3 tăng gì, item level 5 tăng gì. Vậy là 3 điểm của chiêu 3 luôn. Để có khả năng được proc lại, được hồi được cái lượng mana đã mất. Ok, first loot, miracle. Và như tôi đã nói thì con pit lot này bắt đầu khi mà nó có được lượng level thì đúng như dự đoán thôi. Trái cả nó à, nó thả lửa vào farm, con nó soaring rồi thì chả sợ thằng nào. Chả sợ bố con thằng nào. Lên chắc được, lên nó ring up hell trước. Bây giờ thì Croaky đi ra phá cái bình là creatine là 50 đồng này. Chuẩn luôn, hay. Cay lắm. Người bọn chọc săn. Nhưng mà Usam đang di chuyển ra đặt vòng ra luôn. Đang có luôn DD mở đớt ra từ bên phía của DB rồi. Một người chết chói lại cái số TP quá hay từ bên phía của KK. Mà không từ TP. Tiếp tục thảo lửa gần như Liquid họ cũng chả biết phải làm gì. Lát nữa có thể băng trụ lao lên. Giết sao nổi. Giết sao nổi đây, bật red lên, đang chạy hết rồi, hết slow, có đóng băng không? Có đóng băng. Có đóng băng là có thể giết được. Thế họ cần một cái nhịp đứng im lại của đến từ của Pitlot và đó là cái đóng băng của Croaky. Tăng chiều đúng lúc và hợp lý từ bên phía của Jackiro. Radiant's top tower is under attack. Hôm nay á phàm rừng luôn mày. Radiant structures are fortified. Giết tiếp bạn ơi, cho anh thọt luôn. Lăn vào thổi lửa, phát này chắc chắn sẽ chết rồi. KP, mạng này lại còn TP. Vâng, chúng ta thấy rằng KP mua hẳn 60 TP gần mẹ luôn. Chơi cực kỳ cục xúc với tôi bên phía là của TP. Là của KP, Kuroki, thanh niên này chắc là chết con mẹ rồi. Nên là thôi mẹ, anh không thời gian lâu nhất có thể thôi. Kiểu gọi là cứu được GH sống, anh sẽ chấp nhận chết. Gọi là lại bị mất Intel nên anh sẽ sống. GH sẽ sống. What have we here? Sai anh ơi. Senchi lại không nhìn thấy. Quá nhỏ khi mà Liquid cắm một cái là cái ống dốc cực kỳ sâu. Ống dốc trên đồi đấy mới hết. Bây giờ hai ống dốc đấy kiểm soát được cái vị trí farm của Pitlot trong rừng luôn. Nhưng có vẻ như là KP biết được cái điều gì đó xảy ra nên lập tức né cái rừng đấy ra mà không hề mà di chuyển vào rừng sâu ở dưới boss cơ để farm. Đây là điều mà có vẻ như Liquid họ muốn làm, họ muốn bắt được, họ quăng câu rất nhiều thời gian để không cho Pitlot có được item như kiểu có được cái soaring và giày mana. Chỉ cần có được cái soaring và giày mana này gần như gọi là con Pitlot không ai cản nổi, trong đó ở trên top họ nên tự chụp lại bản thân. TP ra của Usa đấy để zone out đội hình. Và quả TP này đã có thể giết được GH hay không? Mà tôi nghĩ là có thể. 3, 5, 4, thôi không đủ rồi. Invi. Cái Invi này có thể giết được người nhưng mà cần đam. Ôi về anh ơi. Dire's top tower is under attack. Sợ rằng Pitlot có chó nên tinh cơ là ngay tức cũng phải lùi về xếp kèo. Ăn rốt. Có ping rồi. Chạy góc nhưng bây giờ thì Naga sẽ chói lại. Ôi phát này sẽ hy sinh nhưng trong săn của Senking đá săn đè ra. Senking đang suy nghĩ nhưng mà lượng máu không Senking không dám vào. Sẽ không thể liều đấy để vào được, không thể em được bởi sẽ chụp lại để cứu. Sơn Kinh đang suy nghĩ trong việc là nên làm được điều gì trong rồi, đánh nhau trong sớm này. Cơ thiếu đồ. Lùi về. Shai lại vừa dùng xong. Disruptor của Fate ngập tức tận dụng thời cơ này farm dưới boss để có được level 6 sớm nhất có thể rồi. Gần 5 rồi. Hai cái Observer đang cung cấp rất nhiều tầm nhìn ở khu vực trên top này. Dành cho bên phía của team Liquid.
Nó gửi nào về kìa bay. Thấy không? Nó gửi thằng Kuroki về mà nhìn Kuroki đang TP à thằng ngu. Mugi sẽ dự kiện lên Blink luôn, trong khi đó thì bây giờ sẽ khoảng thời gian mà KP cần farm. Sự chọn đầu tiên không phải là Soaring hay giấy mana mà quyết định sẽ lên hút trước khi mà nhận thấy rằng đam phép là quá nhiều và quá khó chịu. Hút trước để đỡ đam. Smart money. Giấy may nè. SCCC cũng đã xong một giấy chip rồi, bây giờ sẽ là hút trước phải. Chứ tôi nghĩ sẽ là lên một cái trống không nhỉ? Lên trống cũng hợp lý, cũng có sức khác cho nó đây. Mà sẽ móc Barusa. Không có chui. Không có chui nhưng mà Sen King thì có chọc chặt level 2 thôi, nhưng mà sẽ có đóng băng từ xa từ bên phía của Jakiro. Usa của Mugi có cầu multi lên lao vào luôn. Chọc TP ra của cả ớt nữa. Thôi chắc chắn sẽ chết con này luôn. Tôi đảm bảo thua 1000% rồi. Chạy vào nồi. Không cần TP nữa, cái số TP của GH. Đánh đánh đúng rồi, phải giết mấy mạng này để có spray cho King cờ farm. Cả Osprey và cả vị trí của Os của cả Fate nữa đều đang cuống farm và có được level 6 để đi combat cùng team rồi. KP đã có được hút rồi và bây giờ sẽ là một cái giày mana trước, tôi nghĩ như vậy. Rồi Miracle có giày bay 11 phút. Xuống bot luôn. Sẽ bắt vào Disruptor khi mà nó đang farm quá quá tự tin như này. Nhưng mà Osprey phải đứng tường sẵn đắp ra, nhưng ở đây có Watt. Họ observe phết thấy được điều này, ngăn tức nấp và đứng rất xa để né rồi. Lao vào luôn. Đá. Trúng rồi. Trúng là chết. Ba mà. Quá đơn giản. Đơn giản. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Thấy rồi. Chói. Nhưng mà chói thì vẫn bị phủ cát thôi. Và bây giờ chói rất lâu. Naga của Kaka, một quả gọi là tăng chói. Liquid chắc chắn họ nghĩ rằng là Naga tăng một chói rồi. Bây giờ có ngủ. Ôi đi, có mẹ Tinker cancel TP kịp thời kìa. Thôi phát này sẽ chói lại là cái chắc rồi. Còn chói đè nữa, thôi TP về nhà là cái chắc. Nhưng không đủ đâu khi Audrey đã đến. Radiant structures are fortified. Tinker anh tỉnh nha. Radiant's bottom tower is under attack. Loaded to the gills. Vừa thấy ngủ cái ngập tức gọi là tình cờ ngập tức là cancel TP chạy luôn. Radiant's bottom tower has fallen. Đấy mà giữ lại chắc chắn rằng tình cờ sẽ chết. Chua kèo là tình cờ chết trước. Yellow. Dire's top tower is under attack. Bỏ rồi. Chứ bây giờ làm thế nào được khi mà tình cờ không có blink ra thì chỉ có chết thôi. Radiant's middle tower is under attack. Lysura đang cố gắng hoàn thành cái mấy cái đề xô. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem Usa lên đầu gì. Blink, ai tập tiếp theo và sự chậm cái hồi sinh này. Bây giờ họ phải là cố gắng đánh Snowball rồi. Họ phải cố gắng đi tìm người, nhưng tìm người thì nhà của họ sẽ bị đẩy. Và sự chọn đúng đắn của Matsubaman khi lên đề xô để đẩy chúng nhanh chóng hơn. Check lăn vào phá cây để check người xem có ai đây hay không đến từ GH. Di chuyển ra mid có ping rất nhiều nhưng Kuroki đọc bài cũng rất chuẩn khi họ nhìn thấy rằng đó là mid toàn bộ luôn. Có scan đến từ bên phía của newbie, họ sẽ đánh khu đầu ở góc bên này. KK di chuyển ra. Nhưng một mình Kaka ở đây không thể có thể làm được gì cả. Một quả đá săn và chọc săn đè của Mind Control nhưng anh không có blink. Vào rất nhiều. Cả hai đang hiểu nhau. Kỳ phùng địch thủ cũng như là mối lương duyên của cả hai đội rồi. Newbie chưa hề thắng Liquid. Từ khi TI đến giờ chưa hề thắng Liquid được một trận nào cả. Trong một kèo đấu rồi, GH đi TP về nhà là sai lầm rồi. TP là sai lầm. Mà nó lăn trước mẹ đi được nữa. Không, mà nó TP đã biết. Thực ra thì phát đấy chắc là nghĩ rằng là Naga có ngủ có thứ nữa. Đó, chắc TP đã biết lời giết Underlord đấy. Buông rồi,
Lightstealer sắp có đề xô rồi, farm đi anh ơi. Dire's middle tower is under attack. Bây giờ đây. Rồi, không thèm lên giày mana luôn, đến từ của KP lên thẳng Foxstaff. Bắt đầu di chuyển ra, đang có invi cho Kuroki. Họ thấy có ping ping rất nhiều từ của cả hai luôn. Kuroki scout được toàn bộ hình bên phía của Newbie, cũng đó là có ops cắm ra trước đó, thấy toàn bộ rồi, có ping. Cổng chạy lên. Dire's middle tower is under attack. Lightstealer ngăn tức bẻ lái luôn. Dire's structures are fortified. Né là hay của Matsubaman, chạy đường này sau đó bẻ lái ra đường kia. Đánh phải chờ. Đường 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 đường. Lao vào phát này là quá xa đến từ phía của Dewey. Trụ 3 rồi. Trụ 3 không là gần cái trụ mà không là họ có thể đai được, nhưng bây giờ thì cái này thì sẽ đai được. Kuroki không nhìn, chắc chắn luôn, Kuroki không nhìn. Lúc này mà Kuroki không nhìn mát trong mắt được rồi. Đứng cái kiểu đứng đứng im như thế là đang nhìn ở một vị trí khác. Dire's middle tower is under attack. Không, chờ tinh cờ Blink mới đánh được. Không, không có Blink không bao giờ đánh được. Bây giờ họ chỉ cần dép high ground thôi, bởi vì họ có tinh cơ. Bên phía của Newbie không, bên phía của Newbie là hero họ không đẩy high ground. Nó ép sớm đó, nó đéo cho tinh cờ Blink. Đấy phải ép cơ, chứ tinh cờ Blink đánh về lết luôn. Thấy tinh cờ của Miracle. Lăng lên ăn được cái rune bounty. Ok. Đang thả thính đấy, GH mà lao lên là GH sẽ chết khi mà Naga đang đứng lên đợi chờ để chói. Lúc này thì SCC đã có được cho mình đó là Fox rồi và chuẩn bị có xong Hurricane Fire. Tiếp tục sẽ là Blink rồi. Những item cơ bản cho OD Blink, Hurricane Fire, sau đó thì tùy vào khả năng sẽ là BKB hoặc là giáp băng cùng với đó cuối cùng sẽ là gậy hack. Rồi, nãy có để sâu rồi. Bắt đầu chui. Bây giờ đi đâu? Đấy để sâu. Họ cần cả sen kinh nữa, họ cần sen kinh ôi, nữa. Smoke gặp nhau rồi, đoạn này mới chết này. Họ thấy Jakiro, họ thấy cả rồi, họ thấy cả hai nhưng họ không di chuyển lên, họ đang suy nghĩ. Họ đang bắt thằng này. Ôi, thấy quả smoke vậy rồi. Mất hồi sinh, chói lại. Họ gửi về đặt vào ulti. Ớt nổ ra thôi rồi, phát này họ biết được rằng là phải đợi ra phát này xong, nhưng bây giờ thì sao? Chói hay không? Có chói không? Có chói một giây nữa. Ôi, không kịp. Ở trên top sen kinh không có trong stun. Ở đây phải làm gì đó. Không, bẻ lái ở trong stun ra ngoài thôi. Trong stun đi. Nấp là hay. Nấp rất hay đến từ của sen kinh luôn, rất bình tĩnh. Bản chất của hero của Newbie, họ không có những hero đẩy nhà. Bây giờ thì sẽ là counter ngược. Ngay tức đó bấm ulti từ bên phía của pit lord, giữ chân lại không thể làm gì được cả. Hi, bye. Gặp tao ở đây ra quay clip bạn biết rồi. Bây giờ Naga, bây giờ họ cần, thực ra là họ cần một cái giày mana. Bởi vì các bộ skill của họ rất cần mana, nhưng mà không có hero nào lên giày mana cả. Hai support đều lên giày máu, pit lord thì để cái giày ghẻ lên thẳng hút. I'll take your tribute. Ủa, bốn giây tiếp ạ. Radiant's bottom tower has been denied. Smart money. Rất slow, gồng vả luôn ulti. Hơi sớm, gồng ulti là hơi sớm và fail đến từ bên phía là của Usa. How about that? Có được cái rune arcane. The world will hardly notice. Mà tinh cơ của Miracle đã có được Blink thì bây giờ chắc chắn sẽ là lên triệu xanh rồi. Không cần phải suy nghĩ nhiều, vì triệu xanh thì chiều laser mid 4 người, counter hoàn toàn việc đẩy và gọi anti push luôn. Không, họ không aim OD, họ không nào aim OD. Rồi, thấy rồi, gửi chắc chắn sẽ gửi Osprey thôi. Bởi vì thằng Azler sẽ có được là bật red. TP thôi, buộc phải TP, Naga không kịp đủ để chói. Sau đó thì Os sẽ hy sinh, một đấm nữa và sẽ chết. Anh ớt to đều ulti. Không thể mà bẻ lái đi đâu được. Lightstealer thì không thể bắt được khi nó có red, nó bấm TP là xong. BKB luôn, sự chọn gọi là tương đối an toàn. Bấm BKB, sau hết BKB thì bấm red. Lightstealer lên BKB á hả? Hãy lìn. À không, thực ra nếu mà combo muốn red hai lần ấy thì đầu tiên sẽ bấm red. Sau hết red thì sẽ bấm BKB, thì sau khi hết BKB thì lại sẽ lại là red lần nữa.
thì tổng thời gian Red thì sẽ là 22 giây. Theo ta lần 25 nữa là cộng 3 giây nữa. 28 giây. Ở đâu? Dyer's cộng 3 giây nữa, 6 giây nữa. Cộng 2 giây thôi mày. Giây. Cộng 2 giây hay 3 giây? 2 giây. 4 giây. 4 giây vậy thì mẹ 30 giây mẹ rồi. Nhưng đấy là thời, nhưng đấy là phải cuối game mấy cái bên còn 5 giây mày. Radiant's bottom tower is under attack. Thì cuối lên game rồi mới bật. Bây giờ thì Sen King có mấy cái bê này đi đâu? Trong mình là thấy lỗi Dyer's game middle tower. Bây giờ nếu muốn đi ganh thì họ phải có cả Earth Spirit nữa. Bởi vì sao? Không có Earth nếu mà... Bởi vì nếu mà họ đi ganh không có Earth, OD TPE kịp thời nó chụp lại cái là coi như cả lũ ngu địt luôn. Nói rồi, game này pelet rồi, tính kế có blink rồi. Scanning. Có scan mà họ biết được rồi, họ biết rằng ở dưới bot đang có người. KP ngập tức phải lùi lại luôn. Có blink thì không thấy ai cả. Ông rất rất sâu từ bên phía của Liquid, có scan nào của đài thì không hề trốn. Phủ smoke nhưng đã thấy được cái smoke này, sẽ phá smoke đây. Ult đi, Disruptor không, nhưng đã bị sân ra rồi. Nhưng quả đá săn 4-3 người là tuyệt vời, bây giờ thì sao đây? Không đủ cái Usa gồng lên vả quá đâu, Lancer không thể chịu nổi điện được. Trọng tăng là đẹp nhưng không đủ. Quả trục cứu nó là hay từ bên phía của OD. Đóng băng vào thì không đủ làm nè. Usa vẫn sống được và bây giờ thì Fox Up đi, có trói lại, Pit Lord thả. Chụp hay không đây, hai đấm là chết. Đằng sau thì Jack Rowe giết được cái mạng, à đâu, Tinker giết được cái mạng của Disruptor. Chỉ là 1-3 thôi. Có sai, Naga có ngủ hay không đây, Naga không ngủ. Và chết hay không, một đấm nữa, Godlike cho mùng gì. Có vẻ như Naga đã bấm ngủ rồi. Nhưng mà tôi không để ý là ngủ lúc nào. Lằng Lifesteal với bật Ray á. Thằng Usa đấm mình Lifesteal mình thấy à. Đó là nó mới thua á. À đó. Đá tần mới tần thầy ghê. Đã có Pi rồi. Bây giờ thì sẽ, theo tôi sẽ là kiểu Guardian thôi. Giày Guardian là giày 2 thôi. Giày 2 cho Pitlord, giày 2 sẽ một ai trông hiệu quả luôn. Đoạn đó đánh hay quá nhưng mà thiếu để lè nữa, thiếu tình cờ đó, tình cờ không bay tới. Ôi Ake chọn OD và sẽ là Roshan. Buộc phải đánh nhau tiếp. Buộc phải smoke bởi vì sao, nếu không có bắt được Roshan này mà fail. Đây, trọng sát được hay không đây, Usa BKB, Usa không kịp, Usa chết luôn, tiếp tục đó là Naga và cả OD cũng chết. Có bắt chí mạng ở đây và bây giờ thì sẽ là con Roshan và thế trận bắt đầu về hòa kèo luôn sau cái bắt Roshan này. Tao nói Liquid nó toàn ăn Roshan xong kèo mày. Chụp lối mày. Lần nếu nào con bắt cũng ăn Roshan xong lần kèo ấy. Con Roshan có cả chi nữa. Tất cả mọi thứ mà Newbie đã build lên thì bây giờ đã đổ sụp hoàn toàn sau bắt combat Roshan vừa rồi. What have we here? Giờ thế trận nó đổi rồi đó. Rốt này có chi là Tinker đã xong triệu xanh và cũng đã xong land dành cho Tinker. Giờ chỉ TP aside rồi. Thả mắc machine 2 là 2 bãi nữa xong. Rồi network mà nhìn network đi cute. Nó đổ mà. Smart money. Đổ. Thì nhức đầu đó. Chết 4 người mà ở trong chết 3 người. Radiant's middle tower is under attack. Rồi bây giờ thì họ sẽ thế chủ động thuộc về cho bên phía của Liquid thôi. OD đã xong được cái blink, bây giờ OD cần đó là BKB. Để cho Phệ là KP làm người đứng đầu rồi khi mà anh thanh niên có hút. Chịu điện. Haste. Rồi tính cờ gậy xanh rồi. Radiant's top tower gậy xanh under nó attack. Len nữa. Xanh vãi. Nagong, sự chọn hợp lý. Thêm đam. Cái game này coi tầm là gậy xanh à. Nếu cần đồ gì gậy xanh xong là lên nhịp được. Lên đồ đam.
Mugi BKB. Mugi BKB từ phát Roshan rồi nhưng mà có cái bắt đầu nó chậm tăng vào bất tỉnh luôn mà. Không tính là con Rusa không cần lên BKB, trận này lên mẹ gậy xanh á, có khi ngon hơn. Astiller AC thẳng tiến và đã mua cho mình cục Hyperstone. Liên tục đép mid mà không cho đẩy nhà, bởi vì họ hiểu rằng nếu mà mất mid này họ gần như sẽ mất toàn bộ sự kiểm soát là của rừng của họ luôn. Ở Usa này nó không có phải có bát mà có MKB bắt được tình cờ. Bắt đầu cấu dần dần đến từ của Chagro, cứ nhổ lửa rồi, trụ sẽ đổ. Và khi trụ đổ thì sẽ là mất rừng đến từ bên phía của Newbie. Họ buộc phải đánh combat ở đây. Họ hiểu điều này. Nàng đốt máu gửi Senkin về đặt vào ulti luôn đến từ bên phía của Disruptor. Họ dồn đam. Senkin cắn chi, nhưng cắn chi là quá sai lầm rồi Senkin ơi. Bây giờ họ vả ai? Họ vả ai thì sẽ là OD sẽ chụp người đó lại để cứu. Mà chúng ta bàn sai lầm ở đây, chui vào người để tiền nấp đi. Lùi về là Newbie cũng rất khôn khéo. Họ né ra khỏi mark của Machine, không đánh nhau trong đấy. Ông vừa hát ông tí 5 người cũng phải. Một pha sai lầm đến từ bên phía của Senkin nhưng mà trả cái giá quá đắt ở đây. Đi về. Có Minh chụp lại, đúng rồi. Bây giờ thì làm sao, sẽ đặt vòng ra hay không đây? Matsumama đang Epi sẽ tới trong sân, 3 người đá sân tiếp tục đóng bóng 3 đến bên phía của Chakiro. Cao thường có bắt là quá tuyệt đến từ bên phía của Liquid. Nhưng mà chỉ chết một mình Naga và chiếu Azen chúng đổi hay tiếp tục sẽ là 3 người làm xuống đến từ bên phía của Nimi. Bất hồi sinh, không, chỉ là 2 mà thôi. Lightstealer chết mất mạng hồi sinh và TP về nhà. Quả combat tuyệt vời ở tuyệt hảo đến từ bên phía. Không được, không được Miracle có cho mình cái laser nên là ngập tức Mugi phải lùi về. À đó, nó đá stun thẳng của mày. Đá stun 1 nhưng mà đóng băng 3. Đóng băng 3. Đó, má đá stun và chúng 3 nữa thôi. I'll take your tribute. Đánh đúng rồi, Senkin bay bách mẹ. Phải đánh Senkin hả, đỡ thọt. Rồi, Tinker giờ khó chịu phải lean rồi. Scanning. Kaka. Có clip. Họ mở lớn ra luôn, ngắt tức có clip ngay. Nhưng không rồi chúng rồi, phát đớt thứ hai thì chúng. Chết. Radiant are scanning. Invisibility. Sáu tan. Có. Không em ở đâu là có đây đằng sau. Lùi vào trong rồi. Radiant's middle tower is under attack. Rất khó, họ cần Naga với cái setup ngủ của mình. Họ cần Naga với setup ngủ của mình, họ cần Naga. Radiant's middle tower đi về, has fallen. Đi về, đúng rồi. Chết anh ơi. Gửi về.
Vẫn gửi về được. Thôi rồi. Và sẽ chết vị trí của GA thôi. Lần đó tiếc đá quá anh. Lần tiếc đá rồi. Họ cần Naga setup ngủ thì mới có thể gọi bắt được. Tình cờ đang ở đâu? Họ không tìm thấy tình cờ. Rất điếm đến từ của Miracle. Điếm vãi. Bình thường là những người chơi tình cờ, bình thường những người chơi tình cờ sẽ blink vào rừng luôn. Nhưng mà tình cờ của Miracle không hề luôn. Anh lùi blink thẳng về đằng sau. Chắc phải. Ơi má, mình đã chụp luôn. Sau tờ combat rút tàn cái thằng game. Wow, lên anh tập mới luôn. Nullifier đến từ bên phía của USA để khóa. Để khóa lặp vào mỗi tập bắt chết được vào vị trí của Tinker hoặc là vị trí của Machubaman. Bắt Lightsteel thôi. Thực ra thì bắt Tinker tốt hơn bởi vì Lightsteel cũng không có đủ active gì cả. Chứ bắt một là bắt vào vị trí của Tinker là nhiều hero, nhiều item nhất. Hoặc là có thể bắt vào những vị trí gây khó chịu như kiểu của Kuroki khi mà anh có gốt rồi. Thì khi bấm gốt thì sẽ giải luôn hoặc là khóa thẳng luôn để không cho làm gì cả. Osa rồi, Naga Siren. Và bây giờ thì sao? Ôi, Blink đúng lúc là đặt vòng ulti luôn. Hơi xa lầm rồi, con sẽ chụp lại để cứu. BKB được bấm lên rồi, bây giờ sẽ trói lại. Đấm gõ luôn con bắt rồi, hết ulti. Hết red lên thì vỡ một rồi. Nhưng từ bên phía của anh xưa tiếp tục. Tinh cơ bát luôn kìa. Bát thế thì chịu. Chụp lại để cứu tiếp. Ôi, chụp thế thì làm sao chơi game đấy bạn ơi. Glim rồi, xong. Xong, vỡ mồm. Lỗi lầm của Bát vừa rồi thuộc về Sen King. Một phát mà có vẻ như hay không bằng hên khi Sen King blink đúng vào gọi là cái rìa ulti của Disruptor và ngập tức bị ngắt. Ngắt 3 giây bị ngu luôn và sau đó phải chạy ra. Chạy ra thì sau đó thì sao? Khi họ quyết định em là một người, họ nên cho rằng họ không thấy OD thì họ em ai đó thì OD sẽ chụp lại mà thôi. GH hiểu rằng là TP phải TP về. Hay, xử lý bình tĩnh là đúng lúc. Phải lấy tại mắt kìn. Sai lầm của Liquid và trả giá bằng đúng một con bát luôn. Và ngập tức thế trận lại về thế hòa kèo nên không phải bằng không luôn. Họ êm người nhưng họ nhả OD và ngập tức họ êm vào một ai đó, OD chụp người đó lại và ngập tức sau đó thì sao? Liquid ngu địt hoàn toàn. Bạn slow hộ mình cái mình lim đấy. Cay không? Cay. Cay vãi luôn. Nãy siêu giờ mới lên BB. Thì giờ ta bảo nó lên BB sớm chắc chi. Rồi lại bắt tiếp. Má là Liquid hay đi kiểu vậy á. Chầm mẹ luôn. Liên tục một gây áp lực đến từ bên phía của Liquid luôn. Liquid đi đéo sợ gì hết. Nhưng mà Newbie cũng đang hiểu được điều này. Newbie thấy rằng là tất cả toàn bộ missing, họ đi stick lại với nhau luôn. Họ phải em được OD cơ. Họ em chết OD thì sẽ thắng được cái kèo này. Đừng, họ biết là họ không em được pick lot. Đây. Ôi nhưng đang đứng cạnh sai. OD chỉ chụp lại được thôi. OD không kịp mất mình chiến đấu của OD rồi. Bài bác ra ngay từ bên phía của OD để lại quẩy con bát này. Blinky đã cuồng té chạy tất cả mọi thứ nhưng bây giờ thì dừng lại thôi. Lifestealer trong khi đó thì OD đã lên tới nơi rồi. OD làm gì đây? Sen King của Michael Jones. Anh đang làm cái đéo gì vậy? Sen King ơi. Thôi đi mẹ rồi, ăn lột rồi. Thôi con mẹ Miracle, anh đừng làm những cái flag ngu đi thế nữa thôi. Bốc cứt chầm muối ăn vã rồi con ơi. Seven in a row, four down. There was not much fight in you. Cái pha chết của Miracle này có đúng. Tôi thề là có một cái pha nữa của Miracle, anh cũng chết y hệt cái kiểu này. Anh cố gắng chạy ra cứu mọi xong cũng chết tôi không nhớ. Là ông nào cái chết có thể chết tôi không? Tôi chỉ có đúng một phát là cũng kiểu như này. Miracle những trận đấy chơi vô cơ đúng rồi. Trận đấy là Miracle chơi vô cơ cũng đứng ở đây. Cũng kiểu chảy cổ đứng quanh khu vực Rosa này. Xong chảy cổ cứu nội xong chết ngược luôn. Nhưng mà tôi không nhớ trận nào rồi. Refresh Shark rồi, 2 BKB, 2 ulti từ bên phía của OD. Tí nữa mà nó cầm được cho mình cái gậy hack nữa thôi.
đéo vui một chút nào đâu, đến từ bên phía là của Liquid. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Ủa, cần phải đẩy ra nhưng bây giờ sao lổ ra bài bách ra nhưng bây giờ bấm lên Aurelia gõ thẳng vào đầu vị trí luôn. Một đấm nữa thì không đủ và bây giờ thì sao, như mình đã nói ulti đài bách đến từ phía à, không phải đài bách của Lysolon đấy. Refresher bấm BKB lần hai gõ thẳng vào Tinker rồi. Mày là cổ đài bách gì của Play. GG của Play. Rất cục xúc đến từ bên phía của là của OD luôn. Rất cục xúc. GG của Play. Không. Nếu bị họ hiểu là game nó kết thúc rồi. Nên là họ cũng bình tĩnh thôi. Họ hiểu rồi. Nếu bị họ hiểu là game nó kết thúc rồi. Kuroki phải có OGG thôi. Nếu bị họ hiểu là thắng rồi nên là họ cũng bình tĩnh thôi. Họ chả phải sợ. Dire's middle tower. Họ hiểu là thắng game rồi. Cuối cùng thì sau gọi là sau nửa năm, sau gần hơn nửa năm từ lúc vô địch T, từ lúc Liquid vô địch T đến giờ thì đây mới là trận thắng đầu tiên của Newbie trước Liquid. Trận thắng đầu tiên trong hơn nửa năm qua. GG đã gọi rồi. Buông chuột. GG qua Play. Xin chúc mừng Newbie đã có được cho mình chức vô địch của giải đấu Minor ESL Genting 2018 400 YP point.